Rồi có phải mọi sự đau khổ thất bại trong cuộc sống đều do nghiệp quá khứ hay không? Trong kinh tạng nó có một lần một vị tỳ kheo nói rằng, nói với Đức Thế Tôn, nó bạch Đức Thế Tôn, con đã nói như thế này, tất cả mọi cái việc xảy ra đó đều là do nghiệp quá khứ, đều là do quả của nghiệp quá khứ. Đức Thế Tôn mới nói đó, đừng có phỉ báng Như Lai, đừng có phỉ báng Như Lai, bởi vì phỉ báng Như Lai là không có tốt. Đức Phật nói là không có chuyện, không có chuyện là mọi thứ đều đổ thừa cho nghiệp. Bởi vì đó, nếu mà chúng ta nói mọi thứ mà đổ thừa cho nghiệp á, thì không thể nào do nghiệp mà chúng ta trở thành một cái kẻ sát sanh, không thể nào do nghiệp mà chúng ta trở thành một cái kẻ trộm cắp, không thể nào do nghiệp mà chúng ta trở thành cái người mà lẳng lơ đi đi đến với vợ người, không thể nào do nghiệp mà chúng ta lại trở thành cái người nói dối, không thể nào do nghiệp mà chúng ta lại thành một người uống rượu, không thể nào. Và cái người mà đổ thừa mọi thứ đều do nghiệp á, thì họ sẽ không có nhu cầu tu tập, họ không có nhu cầu tu tập. Thành ra không có nên mọi thứ đều đổ thừa cho nghiệp, mà tất cả các pháp thế gian này đó, nó vận hành do duyên chứ không phải là toàn bộ đều do nghiệp. Có những việc như thế này, những việc như thế này, chúng ta chịu chịu ảnh hưởng đó bởi nhiều thứ lắm quý vị. Thứ nhất, bởi thực phẩm, mình ăn cái gì đó bậy bạ vào trong người đó, rồi mình bị đau bụng thì mình không thể nào nói là tôi bị đau bụng do nghiệp được. Cái thứ hai là do sự vận hành của những cái nội tạng trong cơ thể, nó cũng không phải do nghiệp. Cái thứ ba là do thời tiết, nó cũng không phải do nghiệp. Đây, cái thứ tư là do bị một cái chúng sanh nào đó tấn công mình, ảnh hưởng tới mình, tác động tới mình, nó cũng không phải do nghiệp. Và cho đến cái cuối cùng nó mới là do nghiệp. Thành ra cái nghiệp đó, đó nó chỉ là một một cái thôi, còn bốn cái nguyên nhân nữa, cho nên nó không phải cái gì cũng đổ thừa cho nghiệp. Xin lấy ví dụ như bản thân mình lười biếng rồi, hoặc là mình học học hành nó không có được, không có được siêng đấy, nó dẫn đến cái việc là kiến thức của mình thiếu thốn. Kiến thức của mình thiếu thốn thì dẫn đến cái việc mà chúng ta không có nhiều sự lựa chọn trong cái việc mà làm ăn, mà chính vì chúng ta không có sự lựa chọn trong những cái việc làm ăn đó, thành ra là chúng ta làm những cái nghề không có nhiều lợi nhuận, hoặc là trước khi chúng ta làm như vậy đó, chúng ta không có mang lại nhiều cái sự lợi ích, từ đó dẫn đến việc là chúng ta bị nghèo. Thì chúng ta không thể nào nói là chúng ta nghèo do nghiệp được. Loài người là một dạng chúng sanh thụ hưởng bởi hai thứ, đó là gì? Nghiệp quá khứ và nỗ lực hiện tại. Bây giờ sư cộng thêm một cái nữa, đó là gì? Sự tác động bởi những thứ xung quanh. Những thứ xung quanh đó có thể là một cái chúng sanh như là người, phi nhân, hoặc là động vật, hoặc là những thứ không phải chúng sanh như là cây cỏ, thời tiết, nóng lạnh. Có nghĩa là chúng ta bị chi phối bởi ba thứ, bởi ba thứ. Đấy. Thành ra chúng ta không thể đổ thừa cho nghiệp. Đấy. Không nên đổ thừa cho nghiệp. Nếu mà chúng ta cứ đổ thừa cho nghiệp á, thì sẽ có người nói là bây giờ cái nghiệp của tôi là nó nghèo, thì tôi có làm cái gì nó cũng nghèo, đúng không? Cái nghiệp nghèo là mình phải nghèo thôi, thì họ sẽ không có nỗ lực, họ cố gắng họ kiếm tiền. Có người nói cái nghiệp của tôi là tôi lấy thằng chồng nhậu nhẹt cờ bạc, mà khi mà họ nghĩ như vậy đó thì họ sẽ
không có nhu cầu thay đổi, là có nghĩa là họ không có dám bỏ, không có dám ly hôn, hoặc là không có dám tìm cái cách nào đó để thay đổi cái cuộc sống của họ, bởi vì họ nói cái nghiệp tôi là phải vậy, tôi phải trả nghiệp cho ổng. Thành ra là ổng đánh tôi đó, rồi ổng đi đi với bồ nhí này nọ đó, là cái đó là nghiệp của tôi, thì tôi không chấp nhận. Cẩn thận ha, cẩn thận.